Hello, welcome các bạn đến với Thông Phòng Cuộc Sống Mỹ nha. Hôm nay thì lâu quá mình mới mua được miếng thịt ba rọi nè. Miếng thịt ba rọi này rất là ngon luôn. Mình mua nguyên một cái khối to luôn, khoảng 10-15 pound. Thì đó, miếng thịt này các nhà thấy không? Rất là ngon luôn. Nó mỏng, mềm mà nạt không. Đó, mình mua miếng thịt này để khoảng 5 pound, là khoảng cho như là 2,2 kg đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là mình muốn làm một cái món thịt nguội để ăn bánh mì, gọi là thịt đỏ đó cả nhà. Đó, thì thịt đỏ thì gồm có những cái gì? Thì thịt ba rọi thì như mình phải có rồi. Thì mình rửa sạch với muối giấm thì mình lau cho nó khô. Thì cái gia vị mình ướp vô trong cái thịt đỏ đó thì nó gồm có nè, bột xá xíu nè, ít ngũ vị hương, tiêu, muối, bột nêm gà, rượu mai quế lộ, tỏi bột, nước tương và dầu hào. Thì mình chỉ ướp đơn giản thôi chứ mình không ướp cầu kỳ nha cả nhà. Trước tiên thì mình sẽ có một cái tô này, mình sẽ cho vô đây làm khoảng một muỗng canh, bột xá xíu nè, muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê muối, một muỗng canh bột nêm gà hay là bột nêm chay cũng được nha cả nhà. Đây mình sẽ cho một muỗng canh bột tỏi, một muỗng canh dầu hào chay cũng được, dầu hào gì cũng được. Đó, mình cho khoảng như đây. Mình cho 3 muỗng canh nước tương. Okay. 3 hoặc là 4 được thì mình cho 4 luôn. Đó. Mình sẽ cho vô một muỗng canh rượu mai quế lộ để cho nó thơm đó cả nhà. Xong mình sẽ cho vô một chút xíu ngũ vị hương nha, để cho nó thơm. Mình sẽ cho vô 1/4 muỗng cũng ngũ vị hương. Đừng có cho nhiều quá nó sẽ bị nồng. Rồi giờ mình trộn mấy cái gia vị này lên nè. Đó. Đây, cái gia vị mình đã trộn xong hết trơn rồi. Bây giờ mình sẽ ướp lên trên thịt nha cả nhà. Mình cứ mang bao tay và mình ướp hết lên. Đó, mang bao tay mình ướp hết lên đây. Mình muốn chẻ ra cũng được, không chẻ cũng được đó. Nhưng mà mình chỉ ướp sơ cho các phần thịt nó vậy thôi. Mình muốn cho nó thấm thì mình chẻ ra từng miếng vậy nè. Đó, cho nó thấm gia vị. Khi đó cái miếng thịt của mình á, mình đã ướp xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ lật cái miếng thịt lên trên cái giấy nến này cả nhà. Đây mình có cái miếng giấy nến để nướng bánh nè. Mình sẽ ướp đưa cái phần da lên trời. Đó, cái phần da này mình cũng lau cho nó khô rồi nha. Đây mình đã đưa cái phần da này mình lau khô. Thì đây mình sẽ có một cái màu cam nè cả nhà. Nếu mà mình không có màu đó thì mình dùng bằng bột xá xíu cũng được. Nhưng mà bột xá xíu thì nó không có giữ được trên da. Thường cái thịt nguội thì cả nhà hay thấy nó có cái màu cam. Thì mình sẽ dùng cái màu thực phẩm nè, nấu ăn nè. Mình cho chút xíu rượu để cho nó giữ được cái màu cam đẹp đó.
mình dùng cái cọ này mình vớt lên cái phần da này đó, vớt hết lên cái phần da này, đừng có vớt phần thịt nha, để vớt phần da thôi. Đó, mình cứ tiếp tục mình phết hết cho cái màu này nè, cho nó đều với nhau hết luôn. Mình có là mình để cho nó khô nha. Đó. Xong mình phết xong mình để cho nó khô nè. Thì mình để đây cho nó khô. Đây là cái phần thịt nguội của mình đã ướp hồi sáng này nè cả nhà. Bây giờ mình đi về cái da nó khô, cái màu nó cũng đã thấm vô trong cái da rồi. Bây giờ mình sẽ cuộn lại rồi mình đem đi hấp nha. Mà cuộn như thế nào mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà xem nha. Đó, cái cục này nó hơi to quá, mình cuộn là mình sẽ cắt ra làm đôi. Đây là mình sẽ lấy một cái miếng giấy nến, mình lót lên trên một cái mâm nè. Đó, mình quay ngược lại lót lên cái mâm. Lật cái cục thịt, cái da xuống, cái phần thịt lên trên. Bây giờ mình mới cuốn lại nè. Mình lấy cái phần nhỏ ra vô trong người của mình, có phần lớn bên ngoài, mình cuốn từ phần nhỏ vô phần lớn. Đó, mình cuộn lại, cuộn cho nó chặt lại cho cả nhà. Mình để phần xuống dưới, mình dùng cái dây nến mình cuộn vô. Không cần phải cột dây, cột gì cho nó mắc công lắm. Mình cũng không có cần phải mà làm nước sốt mà nước dừa để mà sên luộc nấu cái cục thịt này. Đó, bây giờ mình cắt ra làm đôi nha cả nhà đó. Nếu mình có cái nồi lớn thì mình để nguyên, còn không có thì mình cắt làm đôi. Tại cái này hôm nay là mình hấp, hấp thì nó dễ hơn, không cần cục dây cục gì hết á. Đó, giờ mình cuộn lại một cái nè, cuộn là cái bọc cái dây nến ở bên ngoài. Mình cứ cuốn từ từ nó vô. Dễ làm nó cả nhà, mình làm ở nhà mình ăn nó ngon nữa mà hợp vệ sinh nữa. Ở bên Mỹ thì đâu có chỗ nào mà bán thịt này đâu, mình tự mua về mình làm thôi. Đó, cái mình mới túm hai cái đầu của nó vô nè cho nó chặt lại. Đó, mình xếp cho nó gọn gàng lại. Mình cuốn cái phần bên mặt bên kia. Đó, túm nó vô. Xong cái mình có được một cục thịt, thấy không cả nhà, thấy không, rất là dễ luôn. Đó, bây giờ mình dùng một cái giấy bạc nè, mình bỏ vô cái giấy bạc mình cuộn lại một lớp trước. Sau cái mình túm là hai cái đầu lại, mình bẻ cho nó cụp vô trong. Đó, bẻ xuống vậy, dựng đứng lên chứ không bẻ phần bên đây. Sau được một cục, để vào bên cái mình sẽ bọc tiếp tục cái cục còn lại. Đó, hai cục mình đã bọc xong rồi. Bây giờ mình đem đi hấp nha cả nhà. À chưa nữa, mình quên đó, mình còn dùng thêm một cái bao nữa, một cái giấy bạc nữa để mình bọc thêm một lớp nữa. Mình muốn cho cái giấy bạc nó giữ được cái độ nóng ở bên trong để thịt nó chín ra. Mình mua loại giấy bạc lớn nha cả nhà, mình có hai loại giấy bạc ngắn, giấy bạc lớn.
bọc thì xong rồi. Nó dễ dàng không? Có được cục thịt mình ăn cục nào mình lấy ra cục đó thôi. Mình xắt mỏng mỏng rồi mình ăn với bánh mì. Xong hai cục đã xong xuôi. Mình làm ở nhà ăn mình không cần phải cần diện chợ nó cắt sao nó chỉ cái nó đều ra là được rồi. Bây giờ mình đem đi hấp nha. Mình sẽ dùng nồi áp suất. Đây là mình có cái nồi áp suất lớn nè. Mua cái này ở trong Walmart đó. Hoặc là mua trên Amazon. Họ cũng có bán nữa. Đây là nồi áp suất điện. Nó rất là sâu trong cái lòng đó. Mình sẽ cho vô 1 hoặc là 2 ca nước. Xong thì mình mới đặt một cái dĩ ở bên trong. Cái dĩ này là mình mua là chợ nào cũng có bán đó. Mình mua cái này của Hàn Quốc. Nó có 4-3 cái chân ở dưới này cả nhà. Để mình để cho nó lên cao chút xíu. Đó, nó có 3 cái chân. Mình bỏ vô. Mình cho 2 cục thịt vô trong. Đó, vừa cái nồi luôn. Quá tuyệt vời. Sau mình đem cái nồi lại cái mình ghim điện vô mình đem đi hấp. Đây là cái nồi áp suất lớn của mình nè. Đó. Giờ mình hấp thì mình để tới sáng hôm sau mình mới lấy ra. Đó, mình dài vô này cả nhà. Đó, cũng vô cái mình bấm qua xi liền nha. Là mình khóa cái van nó lại đó. Đó. Cái van mình khóa lại. Rồi mình bấm. Mình sẽ nhấn nút với chế độ mà mình steam. Tức là mình luộc nó nha cả nhà. Đó. Bấm steam. Để mình luộc đó. Mình sẽ tăng lên tốc độ là tới 5 là hết mức rồi. Thành ra nó khi mà khoảng 5 phút sau nó ngừng lại đó. Thì nó sẽ giữ được cái độ kín, cái hơi kín bên trong. Mình để cho tới sáng hôm sau mình mới lấy ra. Đây là thịt của mình hấp rồi nè. Nguyên một đêm. Vì mình lấy đem ra như cả nhà xem nha. Khi mình muốn lấy ra mình dùng cái cây này nè. Mình xôm nó. Mình thấy mà nó thủng vô trong mà nó không ra máu. Tức là thịt đã chín rồi. Mà thịt vẫn còn giữ còn nóng nha cả nhà. Bây giờ mình lấy ra để mình tháo cái bạc ra. Mình mới cuốn lại bằng cái bao bọc thực phẩm đó. Là mình mới đem vô tủ lạnh mình để cho nó chặt lại. Nó nguội mình mới cắt ra ăn được. Đó. Nhà thấy không, thịt của mình thấy không? Rất giữ cái màu rất là đẹp luôn. Mà thơm nữa. Mình tháo luôn cái miếng giấy này ra mình bỏ ra nha. Đó, mình xôm thử cho cả nhà xem nè. Đó, mình lấy ra. Để cái cây đó nó không có dính máu thịt thịt nữa. Là bây giờ mình dùng cái food mà bao bọc thực phẩm nè, kêu là cái food wrap ở bên Mỹ này đó. Mình bọc lại cho cái miếng thịt nó chặt lên, mình đem vô tủ lạnh mình cất. Mình cuốn cho nó chặt lại nha cả nhà. Như vậy thì cục thịt mình là lúc mình cắt là nó có một cái khoanh tròn luôn. Đó, mình tiếp tục mình cuốn cho nó chặt hết luôn. Xong cái mình lại cho thêm một miếng nữa. Mình bọc ngược lại để cho cục thịt mình nó chặt, nó không có chảy cái mỡ ra bên ngoài đó. Cái này mình dùng cái loại food wrap nhỏ thôi nha. Nó có cái loại lớn mà mình làm biếng lấy quá, mình lấy cái nhỏ này luôn.
Đó, mình chỉ cần bọc sơ nó thôi, không cần bọc chặt lắm. Đó, bọc vậy là được rồi nè cả nhà. Đó, cái mình có được một cục nữa không? Ở nhà đó thôi, bọc thêm miếng nữa cho chắc ăn. Là mình bọc tới 3 lần. Những món ăn mà đơn giản dễ làm cho gia đình thì mình cảm thấy ở nhà mình làm được thì mình nên làm cho gia đình ăn, thì vừa sạch sẽ mà vừa an toàn nữa. Con cháu mình ăn nó rất là thích mà nó mạnh miệng để ăn nữa. Đó, mình đã bọc được 2 cục xong xuôi rồi. Bây giờ mình đem cất vào tủ lạnh nha. Mình cất vào tủ lạnh mà để sáng hôm sau mình đem ra mình cắt. Nhìn ngon và hấp dẫn phải không cả nhà? Đây là cái cục thịt mà mình để hồi tối hôm qua trong tủ lạnh đó. Bây giờ nó đã cứng và chặt lại rồi. Giờ mình tháo hết cái bao ni lông này ra. Mình bỏ và mình cắt cho mọi người xem như thế nào nha. Đó, mình đâu cần phải cục dây cục gì cho nó mắc công. Thời gian bây giờ không có. Đây, cái thịt lòng ta đã mở nhà ăn xong ngon rồi. Không? Đó, ngon này chưa? nó bự quá thì Mình sẽ mình cắt kẻ nó ra là đôi. cắn như thế nào nha. Mình không có cắt quanh tròn, mình sẽ cắt làm đôi ra. Giờ thấy là nó đâu có bị Đấy, bung đúng ra, rồi. nó chặt như vậy đó, Đấy, ngon chưa? ngon quá chừng nè. Thịt trong nạc ngon, hấp dẫn. Đó, thịt ngon chưa? Hấp dẫn quá chừng luôn. Nhìn sắc mỏng ra mình ăn với đây, mì. đây. Pate thì mình cũng có cắt hướng cái dẫn miếng cho mọi coi người thử rồi. như thế nào. Giờ thấy không đó, dễ không, Ngon đâu quá cần chị, cục ngon dây luôn chứ cả mắc nhà. công Đây. vừa tốn tiền mua dây Đó, thấy tốn hấp tiền dẫn cục không? dây rồi nấy Đây. đó, quá hấp dẫn mà ngon Đây. chưa. Nhìn quá hấp dẫn luôn. Mình chúc cả nhà luôn luôn Đó, có những ăn với món bánh ngon mì nha, với pate làm nữa. những món thịt nguội jam bông hoặc là pate cho gia đình mình ăn. Cả nhà nhìn thấy hấp dẫn không đó? Da giòn vừa chín tới, thịt săn lại, ngon mềm. Đó, Ngon giờ quá thấy chừng này, ngon luôn. đó, nhìn hấp dẫn không? Quá ngon luôn. Thịt Mình nguội đi mua một làm cục ở như nhà vậy vừa nó vậy chứ rẻ mình ăn vừa không có ngon. được ngon nữa. Đó, miếng thịt này ngon, đậm đà, tuyệt vời luôn. Ok, mình chúc Đây cả là nhà món có món thịt thịt nguội nguội ngon jam nha. bông của mình đã xong. Đã thành công. Chúc cho cả nhà luôn có những món ngon và làm món thịt jam bông, thịt nguội cho gia đình ăn nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới. Nếu các bạn yêu thích thì xin cho mình một like và đăng ký kênh. Tại mình ăn nói thì không được hay lắm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.